Mới đây, tập đoàn FWD và ngân hàng An Bình AB Bank đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác 15 năm. Sự kiện này diễn ra cùng thời điểm FWD hoàn tất thủ tục mua lại công ty bảo hiểm nhân thọ Great Eastern Việt Nam. FWD vừa qua đã chính thức ký hợp đồng hợp tác với AB Bank. Theo đó, ngân hàng này sẽ là nhà phân phối các sản phẩm bảo hiểm của FWD. Được biết, các gói bảo hiểm này sẽ được tung ra thị trường trong quý tới. Gia nhập thị trường Việt Nam lúc này, bản thân FWD sẽ phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức. Tuy được xem là ngành có tốc độ phát triển khá ổn định, nhưng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam được đánh giá là còn khá non trẻ. Theo thống kê, tổng thu phí bảo hiểm nhân thọ chỉ đạt khoảng 1% GDP, con số này khá thấp so với nhiều nước trong khu vực. Một lý do lớn là người Việt chưa mấy mặn mà với sản phẩm tài chính này. Là trong vòng gần 20 năm qua, chúng ta bước từ con số 0 đến một con số hiện nay cũng là rất khá đáng kể. Nhưng mà so với trong vùng thì về việc phát triển, về thâm nhập vào thị trường bảo hiểm Việt Nam của con người Việt Nam so với các nước ASEAN chẳng hạn, thì chúng ta vẫn còn khá là khiêm tốn. Nhưng mà cuối cùng thì làm sao cái ngành bảo hiểm nhân thọ của chúng ta cùng với nhà nước của Việt Nam làm sao để nâng cái sự hiểu biết của người Việt Nam về cái vấn đề bảo hiểm nhân thọ, thì cái đấy là một cái chuyện rất là quan trọng chúng ta phải làm được. Thế nhưng thay đổi tư duy của người Việt về bảo hiểm nhân thọ không phải là vấn đề đơn giản, nhất là khi đa số vẫn còn e ngại trước các quy định về lãi suất, về phương thức cho phép bên đóng bảo hiểm rút tiền. Và thực tế đã có không ít tranh chấp đã diễn ra khi người mua muốn dừng hợp đồng bảo hiểm và rút tiền trước hạn. Và theo tư vấn của nhà bảo hiểm thì có thể sẽ giải quyết khúc mắc này bằng cách đơn giản hóa các gói hợp đồng bảo hiểm. Và những nhà bảo hiểm mới gia nhập thị trường đang tin là sẽ tạo nên làn sóng khiến cho những sản phẩm bảo hiểm mới ra đời sẽ được thiết kế gọn gàng, đơn giản và dễ hiểu hơn với đa số người mua. Thì những công ty mới như là FWD chẳng hạn thì chúng tôi phải làm sao tìm được một cách nào đấy để đơn giản hóa, tạo ra những cái sản phẩm đơn giản hơn để cho người tiêu dùng có thể hiểu rất là nhanh chóng cái nghĩa vụ, cái quyền lợi cũng như là những cái thiệt hại nếu mà họ hủy hợp đồng sớm, để mà họ được tư vấn rất là cặn kẽ vấn đề này. Đây là cái nhiệm vụ chính của những công ty bảo hiểm mới như chúng tôi. Dễ thấy là sự đa dạng, phong phú và áp lực cạnh tranh không chỉ khiến cho các sản phẩm bảo hiểm trở nên minh bạch hơn mà còn tìm ra cách để người tiêu dùng có thể tiếp cận thuận tiện hơn. Và một trong những xu hướng đang nở rộ gần đây là bancassurance, tức là sử dụng kênh ngân hàng để phân phối sản phẩm bảo hiểm. Sự hợp tác giữa thương hiệu bảo hiểm FWD và ngân hàng An Bình cũng đi theo dòng phát triển tất yếu đó. Một khi giao dịch với ngân hàng đã trở nên khá quen thuộc với rất nhiều người dân, thì cơ hội cho sản phẩm bảo hiểm cũng lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Thực tế, bancassurance được nhìn nhận là một kênh phân phối bảo hiểm tiềm năng không chỉ ở Việt Nam. Bancassurance đã và đang gặt hái thành công ở nhiều nước trong khu vực có điều kiện kinh tế và văn hóa tương đồng. Thì những cái ví dụ mà chúng tôi thông thường đưa ra như ở Indonesia hay là Philippines hay ở Thái Lan, thì phân phối thông qua hệ thống ngân hàng cho các hợp đồng bảo hiểm thường thường là phải 50-60% của thị phần của toàn thị trường bảo hiểm. Như vậy Việt Nam mình thì cũng không có lý do gì mà không đạt được như thế. Chỉ trong vòng 2 năm vừa qua khi chúng tôi bước vào Philippines thì cái kênh phân phối thông qua ngân hàng cũng kiếm được khoảng chừng 60-70% của doanh thu của FWD tại Philippines. Vì vậy chúng tôi đánh giá là thị trường Việt Nam cũng hiện nay cũng đến cái giai đoạn là sẽ chuyển mình như thế, và các kênh phân phối thông qua ngân hàng sẽ là cái kênh phân phối nóng bỏng ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Thật vậy, với các minh chứng về thành công ở nhiều thị trường tương tự Việt Nam, nhà đại diện thương hiệu bảo hiểm FWD tin rằng cũng có thể phát triển hình thức phân phối bancassurance tại thị trường Việt Nam lên 50%. Có thể nói đây là mục tiêu khá cao so với tình hình hiện tại, khi mà thị phần cho bancassurance ở Việt Nam chỉ chiếm 3% trên toàn ngành. Nếu như mục tiêu ấy là khá tham vọng và xa vời với phần đông các nhà bảo hiểm chủ yếu vẫn còn theo con đường phân phối truyền thống, thì với cái tên mới tinh ở Việt Nam như FWD, nắm lấy xu hướng yêu thích công nghệ của người Việt dường như là chiếc chìa khóa mở cửa cho bài toán chinh phục thị trường. Theo đó, việc sử dụng công nghệ số để cung cấp thông tin bảo hiểm cho khách hàng được cho là điều cần thiết để thay đổi tư duy của người dùng và tăng trưởng doanh thu bảo hiểm nhân thọ. Khi công nghệ số đang là một lĩnh vực có tốc độ phát triển vô cùng mạnh mẽ ở Việt Nam, thì sự tự tin của những tên tuổi bảo hiểm mới gia nhập thị trường Việt Nam có lẽ vì vậy cũng không quá khó hiểu. Một trong những điều khiến chúng tôi vô cùng hào hứng khi gia nhập thị trường Việt Nam và hợp tác với An Bình là bởi vì Việt Nam, công nghệ số có tốc độ phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Chúng tôi rất vui vì điều này, bởi vì cũng đã thấy điều tương tự ở một số quốc gia khác. Và ở đó, những nền tảng và giải pháp về công nghệ số của chúng tôi trong lĩnh vực phân phối bảo hiểm đã được áp dụng rất nhanh chóng. Tuy không thể biết chính xác điều gì sẽ xảy ra khi áp dụng công nghệ số và phân phối bảo hiểm tại Việt Nam, nhưng chúng tôi tự tin rằng khách hàng Việt sẽ nắm bắt rất nhanh chóng.
Từ phía người cùng thiết lập kênh phân phối bằng Kasurang, đại diện AB Bank còn khẳng định, người tiêu dùng sẽ có cơ hội tiếp nhận một sản phẩm tài chính toàn diện và thuận tiện hơn, gồm cả gói dịch vụ ngân hàng lẫn sản phẩm bảo hiểm. Tiết kiệm thời gian cũng chính là sự khác biệt mà kênh phân phối hiện đại này mang lại cho khách hàng trong thời buổi mà ai nấy cũng đều bận rộn. Là các ngân hàng khác hiện nay đang làm, tức là họ coi bảo hiểm là một sản phẩm riêng biệt để bán. Thì chúng tôi cùng đàm phán với đối tác để FWD, các sản phẩm bảo hiểm nó sẽ được tích hợp vào các sản phẩm ngân hàng. Thì đấy là điểm mà chúng tôi kỳ vọng là sự khác biệt. Thì như vậy là doanh thu nó sẽ mang lại công thứ bảo hiểm và nó sẽ là lẫn lộn giữa cả bảo hiểm và các dịch vụ của ngân hàng trong đấy. Thì lợi ích của hai bên nó sẽ được hài hòa và người tiêu dùng sẽ đón nhận được các sản phẩm nó mang tính toàn diện hơn. Như vậy, thay vì chỉ quen với hình thức bảo hiểm truyền thống, mua bảo hiểm qua đại lý và được nhận tư vấn trực tiếp từ nhân viên bảo hiểm, tin rằng ngày càng có nhiều người tiêu dùng tìm đến với bảo hiểm nhân thọ thông qua hình thức bancassurance, nơi mà khách hàng được nhận thông tin, mua hàng thông qua công nghệ số và nhận sự tư vấn trực tiếp từ đội ngũ nhân viên ngân hàng.